Liên quan đến clip một nam sinh ở Nam Đàn, Nghệ An bị ép ăn bùn đất gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nam Đàn đã xác định hai đối tượng trong clip có hành vi làm nhục người khác. Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 10, tại khu vực Đồng Ruộng thuộc xóm 7 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, N sinh năm 2008 và T sinh năm 2010 cùng trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã có hành vi làm nhục em D sinh năm 2010 trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn dưới hình thức bắt FD hút thuốc lá, không được nhả khói ra ngoài, ăn đất, ăn bùn, rồi quay video phát tán lên mạng. Căn cứ tài liệu thu thập được trong hồ sơ, cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định hành vi của N phạm tội làm nhục người khác quy định tại khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự. Công an huyện Nam Đàn hiện đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án tiếp tục điều tra xử lý vụ mua vé xem ca nhạc bị lừa 6,8 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 1 tháng 10, người phụ nữ 39 tuổi trú tại thành phố Vũng Tàu đã kết bạn với một nick Zalo tên Lee Quynh làm quen. Sau đó, Lee Quynh hướng dẫn mua vé xem ca nhạc để bán lại lấy lời. Lee Quynh gửi một đường link để tạo tài khoản giao dịch cho nạn nhân. Người phụ nữ làm theo hướng dẫn và đã chuyển tổng số tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, hơn 6,8 tỷ đồng. Sau đó, nạn nhân nhận thấy mình bị lừa đảo nên đến cơ quan chức năng trình báo. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng bắt nhóm đối tượng gồm Phạm Tấn Tài, sinh năm 2000, quê Quảng Nam, tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng và Võ Thành Nghĩa, sinh năm 2005, trú Kon Tum. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy loại cần sa và tem giấy, còn gọi là bùa lưỡi, được tẩm chất gây ảo giác LSD. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tài lên mạng xã hội tạo lập một nhóm kín, đồng thời tham gia vào nhóm khác chuyên mua bán các loại cần sa. Khi có khách ở địa bàn Đà Nẵng đặt mua, đơn hàng sẽ được chuyển về cho Tài. Nhận được ma túy, Tài tự mình đóng gói cẩn thận, đồng thời sử dụng một tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên để nhận tiền. Tài liên hệ các chân rết trong nhóm kín của mình để đi giao ma túy. Một trong những chân rết chính và thường xuyên giao ma túy cho Tài chính là Võ Thành Nghĩa. Để tạo vỏ bọc khi đi giao ma túy, Nghĩa lên mạng xã hội mua một bộ đồng phục Grab để đóng vai người giao hàng nhằm che mắt cơ quan chức năng. Chiều tối ngày 15 tháng 10, trước khu vực đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Nghĩa khi đang giao dịch ma túy cần sa loại tinh dầu cho Trần Quang Sang, sinh năm 2001, trú tại Thừa Thiên Huế. Mở rộng khám xét, 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực phòng số 5, thuộc dãy trọ Kiệt 428 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tấn Tài khi đang chuẩn bị đi giao ma túy cần sa, loại thảo mộc và tinh dầu cho con nghiện vừa đặt hàng trên nhóm kín. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 450 gram ma túy cần sa, 50 tem giấy, bùa lưỡi cùng nhiều vật dụng để cất giấu và phân chia ma túy. Cơ quan chức năng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.